Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Sớm nay thì chuẩn bị thăm lợ bằng đây, ăn mì xong rồi mình lên đường đi bắt cá mới được chứ. Đây là túi đồ nghề. Trong đây thì có mấy cái lờ xe cua để gắt mình thay với cái ghim, cái kéo. Còn đây là cái cục lờ mà Lão Định mới gửi tặng mình nữa nè. Năm mới gửi cho cục lờ mới. Đây. Lão Định gửi tặng nè, đó. Này đợi vài bữa nó chừng nào nào có mưa cái mình xuống lờ luôn, chứ không gà ở đây hơi nắng quá. Bữa nay đi thăm lờ chứ cũng không tự tin. Thôi bữa nào không gà 4 đêm rồi đó, mà không có đêm nào mà mưa hết trơn á. Phải trong 4 đêm là có 1 đêm mưa là bảo đảm ngon, mà ban ngày cũng không mưa nữa. Cái mưa lắc gắt nhỏ xí không ảnh hưởng, thêm nước nó cạn nữa. Đây, lờ cá. Anh em nào có nhu cầu mua lờ thì liên hệ anh Định nha. Qua kênh YouTube của anh Định Nguyễn Hậu Giang á, là ảnh chỉ cách đặt lờ, chặt sậy hay là này kia các kiểu là điếu luôn á. Đây đó, là mới năm mới là mới. Rồi vậy đi, giờ mình lên đường thăm lợn nha, mời bạn cùng mình chiến đấu sáng nay nha. Hy vọng là sáng nay trúng mánh được nhiều cá nha bạn. Nay đi thăm sớm luôn, tranh thủ đi thăm sớm kiếm cá về đặng ăn cơm luôn. Nay đi thăm chứ không tự tin. Nước cạn queo à, gà nước để cạn lắm, cạn nước cạn là cá đâu chạy đâu, thêm không có mưa nữa, phải có mưa cũng đã đỡ, nhưng mà 1-2 chuyến sau sẽ ngon. Thường anh em thăm lờ nó vậy đó, bữa trúng bữa thất là bình thường, có thể nhầm chuyến thăm về đủ khô khô à. Rồi cái mày bự tới chuyến nó trúng lên cái là quẩy không nổi. Hên xui thôi, mà biết đâu được. Thăm xong mới biết bạn ha. Bữa nay mình đổi chiều mình thăm lại coi, thăm ngược chiều lại coi có hên gì không. Cái đầu tiên, cái là huyền thoại nha. Cái này thì vô địch thiên hạ không gài, chuyến nào thăm cũng có chứ. Chuyến này không biết sao đây nên không có miếng nước nữa. Khô khô chứ ghê gớm lắm nha. Khui. Rồi chuyến này không có thiệt các bạn ơi. Nước không lên hết cá luôn, hai cái sặc còn thinh. Có gắt dưới gì không? Nước khô luôn à, khô không gài luôn. Huyền thoại bữa nay hết huyền thoại rồi, thấy xong cục xà bông rồi. Cái này nó cũng khô gan luôn, cháy nớp luôn. Chắc chết nữa quá. Rồi im ru luôn. Còn nguyên hai cái sạch. Không gài nước không lên. Hay vậy chứ cạn cạn chứ đợt sau mà nước lên nhiều rồi thì trúng đó. Cá đi liền. Mới có 4 ngày mà. Cỏ nó cỏ rau muống nó mọc lên. Bích chịch chưa? Mấy mương cỏ cái muốn là đặt dễ giấu lờ lắm. Đặt thì có cá hay gì đó, cá gì chấm chấm vậy. Lụm hàng lụm hàng, một cặp sướng 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 sướng. Có bạn nào nhớ điểm này không, chỗ cái cây huyền thoại nè, chỗ này bắt biết nhiêu cá rồi đó, hầu như chuyến nào cũng dính vậy. Một cặp nha, một cặp cá sặc đổi cặp cá lóc ấy, còn con cá sặc nữa kìa. Cá này cũng bự á, cặp này nửa ký được. Sướng sướng sướng, cái thứ ba lụm ha, có hàng quá đã. Mình đi thăm lờ mà thăm nước cạn nó không có đã, thăm nước lớn nó mới sướng. Các bạn biết sao, thăm nước lớn mình đi lại cái lờ nó ngập ngập á, mình dở lên cá nó nhảy phơi lắm. Còn nước cạn này cá nó nằm ru à, bị nước sắc queo à. Nó không có nhảy được. Rồi để máy bắt cá bạn ơi, sướng tay cái cây. Dứt đường cặp này ra thấy sung sung lội rồi đó. Cặp này nửa ký khỏe. Một con, một tay, một con. Hai tay, hai con luôn coi. Thời buổi giờ bắt cá là phải hai tay, hai con luôn mới ngon. Đây. Hai tay, hai chú luôn. Quá đã ha. Còn
con cá sặc này à, chứ sao lụm cặp nữa là ngon luôn á, quá lời. Hello, nó vung vung gì cái lò sao chìm đầu à, đầu kia sao nó chìm rồi. Còn cá sặc không các bạn ơi, điểm này ngon hết biết rồi mà không có cá chạy ta. 5-6 cá sặc à, bắt luôn nha, 9 con nào mình bắt con đó, không có bỏ sót con nào hết. Nước cạn cạn cá cho đường mương này, hên hên có cá phi à, thấy con cua đó, cua không à, cua những mấy cá sặc, hên quá chưa gắt, chưa gắt là còn im. Quá khô. Cái chỗ này bữa nay chắc hành là phơi khô luôn rồi quá. Là hơi khô luôn, lắc rồi. Nhảy tung tung không? Hay lúng lúng cái đầu kia xuống gặp phải cá không? Ủa, lụm. Một cặp nữa. Không dính thôi, dính là một cặp bạn ơi. Cặp này không đều, con bự con nhỏ. Cặp này cặp mẹ con chứ không phải cặp vợ chồng rồi. Yeah. Đạp miếng ốc. Cặp này cặp vợ chồng, ủa mẹ con chứ không phải vợ chồng. Cũng bự đó, con này được nè. Đã hai cái vô con gì thôi, thăm hoài ngon ha. Một chú bắt cặp ốc này kìa, này chú, con này hơi bé, thả lại luôn nha, thả lại tự nhiên đi, nó ở đây thả ở đây cho nó lớn nữa mình đặt nữa. Rồi quá im, quá im. Kệ nó, nước cạn mà lai gai được vậy rồi, thấy cũng ấm rồi. Hello. Rồi, im ru. Chết luôn rồi. Quá cạn. Đợi nước lên thôi. Làm gì chửi dữ mày, thăm lò thôi mà. Làm gì cắn. Kìa, nó kìa. Bữa nay cái dàn lờ đường nước là thất thủ hết, cặn queo chứ. Mương nào là cái sâu sâu còn hên xui, còn mấy cái đi lèn đường nước là rủi hết, chết luôn. Trời ơi, con gì ác vậy, chuột rồi bạn ơi, chuột cống rồi này, chuột cống vô ăn ốc rồi, nhưng mà gài gặp không vô đó, ăn ốc rồi.
hai đậu nhai nát hôm chưa, rút cái này luôn, nước cạn là đặt xuống bị mấy ảnh nữa. Gì đó mà đặt gặp không vô đó, ghê hổng khôn không, lội xuống mương vậy đó, chui vô lợ cắn lợ chơi à. Tới cái chuyện mấy chuột này rồi, mai mốt thiết kế cái lợ dưới nước luôn, đặt chuột luôn. Nay toàn là đặt lợ trên khô không, có nào bay vô không, hồ chết luôn. Nước khô không có cá. Chỗ này im im nè. Tán con cá lóc bự bự lấy tinh thần lại coi. Nãy giờ lội đuối 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 rồi đó. Không thấy hiện tượng gì chứ. Đây có con gì kìa. Rồi này cá sặc nữa nè. Ôi ôi. Quá đã luôn, chiên giòn luộc xả. Cái là thăm hai món luôn. Nè. Hết tiết ốc với cá sặc chưa? Đó. Chiên giòn luộc xả đúng bài. Cái này không là đủ đủ buổi sáng rồi đó. Sặc con nào nó cạnh cạnh không? Ngon ha. Lụm lụm hết, lụm hết. Dính nào xào nó hết. Này thì chỉ có đường mở cây ra chút thôi. Bắt biết nào. Mở vỏ ra. Vô cũng dễ chút lắm, dính đồng luôn cho nè, lụm hết, có nhiều cái sặc đã bắt hết, chừa là cái lợn con hai con thôi, hai con thôi, chừa là hai con cũng trọng trọng, đừng chừa con nhỏ quá, nhỏ quá nó chui cái đầu ra gì nè, cái nó chết cái bị mấy con cua xử. Rồi xong, đóng cái sặc luôn. Ú ú ú không, bự bự không. Cái mà cục đục bình này thấy cũng ấm ấm nè. Luôn con bự bự sung sung lên coi. Nãy giờ vắng quá vắng nè. Ê quá ế à. Không thấy hiện tượng gì hết. Không thấy con cá sặc chết à. Ê cá sặc chết nó bị cắn nha. Ê rồi luôn không phải à. Ví dụ à. Chết luôn. Quá dở. Hết cá rồi. Ê, thấy có dấu phì phì kìa. Phì phì không biết khoái cá lóc không mà nha. Ê, con rùa bạn ơi. Nguyễn Thị Rùa. Nguyễn Thị Rùa là Nguyễn Văn Rùa đấy không biết. Nguyễn Văn Rùa. Thấy dấu cắn cá sặc tính cá lóc à. Rồi nó cắn cá sặc đẳng nhự vậy kìa. Rùa chứ nó cũng ăn cá nha. Cá, ốc, cua, tôm vậy làm láng nha. Nguyễn Văn Rùa. Cho mình đi gừng luôn. Vô. Bên này ít ốc, ít cá sặc, ít cá lóc. Diễn quá chưa. Mà bữa vớt giác ốc với cá sặc nhiều. Bữa nay nước cạn cái ốc với cá sặc nó không chạy gì nữa. Rồi. Gạo 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 gạo. Quá ốc luôn rồi. Ốc quá ốc rồi lão định này. Ốc chất lượng không đó. Cái này ốc lát không à. Ốc lát này về luộc thì đúng bài ha. Ngon. Thăm chừng 3 cái này là luộc là đủ hai người ăn này.
anh mở nắp son ra coi có con cá trong lờ. Khui khui. Sạch không? Nãy giờ thăm chục ngoài cái này đó, không có dính con gì chứ. Rồi cái này vô bảy cái sặc rồi, quá bảy bảy cái sặc thêm bảy ốc nữa. Trúng mánh. Trời ơi, gió nó mát mọi người đã hết biết rồi. Ê ê, cái này coi chừng có nha, cái lão nó giật giật mạnh mạnh kìa. Hai bằng bảy cái sặc nó đang không biết. Ui. Rồi rồi, vài cá sặc nữa rồi. Lắm. Vài cá sặc với con ốc. Thôi, bữa nay coi như mình đi đặt cá sặc đi nha các bạn. Chứ không phải đặt cá lóc nha. Lâu lâu thèm cá sặc đi đặt cá sặc về ăn. Bởi vì cá sặc dính quá trời cá sặc luôn. Sặc dính gì là trúng rồi. Đó. Nay thăm lờ về dạ hỏi cá lóc đâu nữa, nay anh đi đặt lờ cá sặc chứ không phải là cá lóc em ơi. Bữa nay thăm lờ về trúng mánh bạn ơi, nguyên một vỏ đầy nhóc luôn, sách không nổi luôn, lờ không đó, cái sặc nè bỉ bỉ luôn á, cái nào nó vô cái sặc ghê chưa. Này trúng mánh cá sặc rồi. Quá nước cạn quá rút vậy luôn, nó sặc với ốc nè, gỗm gỗm luôn, thấy không ghê chưa, đặt lờ phải đặt gì đó. Quá tài vậy, nó nói chứ cũng có cá ăn cũng được. Bữa nay là biết trước luôn á, đi thăm là biết trước số phận luôn á, cũng được ba con cá lóc bự bự mà cũng ngon. Ba con, ba con cũng trọng á, im cái sặc với ốc là nhóc luôn. Này trúng mà, tiền này trúng mà. Này này tiền trúng ốc rồi. Sạc nhiều. Ốc nhiều luôn, cá lóc á. Cá lóc của bà con à. Lóc bà con hả? Cô ít nó nhỏ. Gô ít nó, cô ít nó cha. Nè. Cô nè. Sạc bành bành thôi. Cái chết có sống. Sống yeah. Con này con tí hon nè. Rồi. Tí hon cũng vui nữa. Cũng ổn bạn ơi. Con cá sặc ký mấy cá sặc à? Hơn ký cá sặc à. Con cua, ba cá lóc. Đầu cá lóc này cũng 700-800 gram á. Con rùa, thả rùa vô hồ đi. Thôi kệ, cũng có cá ăn rồi cũng im mà. Thì đợt này nước cạn cũng không có mưa nữa. Giờ đợi sau có mưa lớn thiệt lớn xuống với nước lớn gông nó ngập bờ là. Mà nước này không ngập lờ, ngập lờ được rồi là có cá rồi. Thì còn có mưa là có cá đó. Lúc này mưa chưa có nặng hạt nên cũng như mình đặt mình ghinh vậy đó. Chiến nào không có mưa thì kiếm cá ăn, còn chiến nào mà có mưa thì có thêm thu nhập vậy đó. Coi như là ông trời cho mình đó, mình có nhiều mình ăn nhiều đó. Đúng bài luôn. Dạ. Ừ. Cái gì cũng cái ký ốc rồi nha, trong nhiều đây. Ngoại con cũng có đặt lợn. Có đặt lợn hả? Hồi đó một qua một bữa dính con cá lóc à. Nhiều đây là luộc là rủ lẩu định xuống là chấm mắm xả là cũng ổn áp ha. Hả lẩu định. Ốc ngon. Ốc lúc này nó cứng vỏ à. Có mang ốc lát bự rồi. Ốc lát này luộc ăn tới ngon luôn á. Bà chú cá lóc. Bà chú này chú khô khô, chú canh chua buổi chiều khô khô một con đó là cũng được ngày. Nó nói chứ cái sặc đã lắm nè. Bự bự không à. Mặn khô khô đúng bài. Em rùa. Em rùa. Rùa này cũng vừa ha. Ngu cũng vừa ha. Ê,
Ấm gà cũng được mấy con rồi, leo ngoe mấy con rồi. Không ăn lau kiến thứ già nữa. Ăn lau kiến chà bá này nè. Đâu rồi? Lau kiến bự lắm, lau kiến cả ký lô lắm. Con nó mà hầm xả một cái ha. Gồm gồm mớ lâu lâu đem ra hầm xả nữa. Tới nách luôn. Cái cân thử ba cá lóc này, cái này là 300 gram nè, 700 gram con chắc được mà. Con nó 250 rồi, hai con nửa ký, 1 ký ký là còn 700 gram, ba con 700 gram, con 250 gram. Rồi, quá đã, tạm ổn tạm ổn, kiếm bằng được, kiếm bằng được. Chẳng sao cố gắng kiếm cá nhiều hơn, hy vọng có mưa. Thấy vậy chứ đừng có chê mấy cá sặc nha, phơi khô một cái ha, chiên một cái ha, đúng bài luôn á. Đây nguyên gỗ khô cá sặc luôn bạn ơi. Chiến nào mình đi đặt lợn vậy có cá sặc lên bắt hết trơn à, chừa lại cái lợn con hai con à, còn nhiêu là bắt hết, bắt về làm khô để dành ăn. Cái con cá sặc á mình làm khô á, anh bỏ tủ lạnh á, nó không có bị lên dầu nha, được ăn được hoài à, ngon lắm. Đây khô cá sặc, dưa leo. Giờ mình sẽ chiên khô cá sặc làm dưa leo ăn cơm cho các bạn đây. Gỏ dưa leo ha, không có xài mình chơi dưa leo đi, dưa leo hay gì chứ ăn cơm ngon hơn, còn xài là phải làm vài lon. Tại không có xài nó vậy đó. Này mình chiên ít thôi, mình chiên chừng nấm này được rồi, đủ ăn rồi, chứ đừng chiên nhiều quá, còn nhiều đó bỏ vô bịch, bỏ tủ lạnh lại nữa. Khô cá sặc này là phơi là hơi bị khô luôn á, khô cứng luôn á. Hồi mình trước khi mình chiên mình nhúng nước lên cái, mình chiên cho nó mềm ngon. Mà để đại gì chiên cũng được, nó cho nó giòn luôn, mình chiên cho giòn luôn nha. Đằng hồi mình trộn với vô gỏi này nó mềm lại, nó bị nó giòn cái xương mình dễ ăn. Chứ mình mềm quá anh trộn gỏi hồi nó mềm xương cái ăn nó bị khó lắm. Rồi, lên lửa. Lắm. Này chiên cho giòn luôn bạn ơi. Đằng hồi mình vô cái gỏi dưa leo cái nó mềm rồi. Này làm chấm mắm me ha. Mắm me mình chấm luôn cũng ngon, khỏi cần làm gỏi cũng quê phê nữa. Đúng bài luôn á. Nhanh gọn lẹ. Dễ ăn nữa. Thơm quá thơm à. Cái sặc này mình có lửa than nướng cũng ngon. Nướng nó thơm hơn. Có cái nướng hơi lâu. Nhìn dễ khô chiên hấp dẫn kìa. Làm bạn con cái giòn không? Thử hàng bạn ai test nha. Như cốm luôn á. Ngon. Mà mình chiên giòn mình vô leo với nó vừa. Quá đã. Cá sặc này làm khô dễ lắm, chỉ cần ớp muối thôi là rồi. Thổi cần ớp gì nữa chăng. Cho nó hơi mặn mặn dễ ăn. Rồi xong. Giờ tiến hành trộn gỏi thôi. Để mình lấy kéo và nhấp con cá sặc ra hai nha. Đặng cho dễ ăn. Với lại cho nó thấm vô. Đường bạn ơi khoảng nửa muỗng thôi, ít thôi. Miếng chanh, nặng khoảng nửa miếng chanh này thôi. Chanh này hơi nhiều, cho nó hơi chua chua chứ ngon. Xịt xịt vô ít nước mắm cho nó mặn mặn. Rồi trộn đều lên miếng ớt nữa.
xong, đơn giản vậy thôi. Miếng chanh, miếng đường, miếng nước mắm, miếng ớt cho cay cay vậy đó là vừa ăn rồi. Khỏi nêm hạt nêm với bột ngọt, tại mình ăn đồ sống gì nè, mình nêm hạt nêm với bột ngọt cho nó bị tanh. Rồi xong phiên, gỏi đơn giản thôi, dễ trộn, dễ ăn nữa. Vừa ăn quá chua chua ngọt ngọt, ngon. Mình tính nhấp cái sạch ra cho nó dễ, mà nhấp ra nó bị bể cho mà ơi, nó giòn quá. Nhấp ra nó bể cho nè. Nó giòn, chơi nguyên con luôn. Cái này cũng dễ ăn mà. Đó, này trộn sơn cái nó thấm vô cái ha. Tới một chuyện luôn. Này bạn nào có thích ăn rau găm với mình nè. Có rau găm mình nhấp nhấp rồi thêm mớ rau găm cho thơm. Cá sặc này còn sống nữa, nhảy nè. Nhảy nó mại tròn vô họng luôn. Cho mình hết nhảy. Ngon. Tuyệt của mèo luôn. Thêm miếng dưa leo quá. Đã. Mớ này muốn gùi đế không đúng bờ á. Mà thôi ăn cơm ngon hơn. Thì cái này ăn cơm là nó không hay luôn á, phình bụng luôn á. Thấm thấm vô, cho thấm cái nước chua chua ngọt ngọt vô cái sặc á. Mặn mặn cái nó đúng bài luôn. Cài cài nữa. Món này dễ ăn lắm, ngon. Khô cá lóc hay gì chứ không lợi khô cá sặc nữa đâu. Rồi xong phim. Một món đến từ chiến thăm lợn, gỏi dưa leo khô cá sặc, quá đã luôn. Tiệc cứu mèo. Để mình tranh thủ mình xuống mấy cái lò mới đó bạn ơi, đặng thăm cho nó sướng được ha. Kiếm khu nào mới cá nhiều mình xuống hết luôn lò mới đây, thăm cho nó đã. Kiếm hàng khủng ha, cá bự rồi. Rồi ngon lành chưa, quá tuyệt vời nha. Này chắc phải bới tô cơm làm liền luôn bạn ơi, đói bụng nữa rồi. Thèm mà đã chảy miếng chảy miếng. Rồi mời bạn ăn mình tô cơm chơi nha, đơn giản vậy thôi. Khô cá sặc, gỏi dưa leo, xịt ít nước tương với lại khúc ớt, quá đã luôn á. Thấy vậy chứ món này là ngon lắm á, ăn không ngán. Món khô là ăn không ngán. Hay. Tiệc cứu mèo luôn. Lụm 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 lụm. Mời bạn nha. Làm miếng coi. Như leo khô rồi nè, nước tương rồi, được rồi, đơn giản vậy thôi. Ngon. Tính ra món này đơn giản nhưng mà lâu, mấy ngày luôn á. Còn cá là về bắt về ăn liền, con này phải đợi mần. Phơi khô nguyên ngày nữa. Cá nữa còn giòn ngon. Ngon ghê. Nó thấm nữa. Vô ra nó mềm mềm. Nước ớt rồi. Đúng rồi. Ngon thiệt. Mà cá sặc nó béo ghê ta. Cá sặc lúc này đầu mùa mưa nó béo ghê luôn á. Mập lùa. Quá ngon. Cá khúc ớt cay cay đã được chứ. Mà không nhận cá béo được. Món gỏi này mình trộn mình ăn liền gì nó ngon. Chứ để lâu quá nó bị mềm cá. Nhai xương cũng được á. Ngon quá. Làm bậy nó trái nhãn trắng miệng bạn ơi. Nhãn lông nha. Hàng nãy giờ cũng thuộc dạng là hiếm rồi đó. Nhãn là được cái thơm ngon, nhưng mà có cá cơm mới sạch hột cà bá nữa. Hột bành bung luôn. Hột này luộc ăn cũng đã nè. Nấu quá ăn bùi bùi. Người thấy cái hột luôn. Nhưng mà được cái nó thơm chứ ngon. Ngọt xanh, ngọt cái mùi dễ chịu á.
Rồi thôi đến đây chắc mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Để coi gũ cha mình hay cho con mình đi xuống hết cái luồng lờ mới này rồi làm trận cho nó sướng 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 đây. Chào bạn nghe, gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Chúc tất cả các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn phấn khích mê say.